Xin chào cả nhà, hôm nay mình phi hành mình nấu canh mướp rồi cả nhà. Bữa đây mướp nhà, trời ơi nó chín quá cả nhà. Quên, nó già nó màu á, nó ấy là 2-3 ngày sau là mình ăn được à. Nó có trái con á, mà nó đậu á, cỡ 2-3 ngày thôi là mình đã ăn được rồi cả nhà. Hôm bữa trái con quá trời luôn, bây giờ trái con trái lớn quá trời luôn cả nhà. Rồi mình phi hành vàng rồi cả nhà ơi. Và mình bỏ một chút thịt xay cả nhà. Thịt xay mình nấu một tô canh ít thôi cả nhà, nếu mình nấu đầy cái son này thì mình nấu hết thịt luôn, nhưng mà nấu cái tô canh thôi. Rồi trong khi chờ thịt xay nó chín, hôm nay mình sẽ kho tiêu cả nhà, thịt ba chỉ kho tiêu cả nhà ơi. Mình đang cho nó săn á, mình đang cho nó săn trong khi chờ đợi nó săn nha. Mình đang để lửa liu riu cho nó săn. Mình kho bằng đường phèn nha cả nhà, có đường gì kho đường đó, nhưng mà mình kho đường phèn thì nó ngọt, cái kiểu ngọt ngọt thanh hơn. Đây mình mua đường phèn cục nhỏ nhỏ vậy đây nè. Đó. Nó ngọt thanh hơn. Đó, bây giờ mình đang để lửa riu riu. Đó. À, mình nêm tùy thích cả nhà, xong rồi bắt đầu mình mới bỏ tiêu nha cả nhà. Cái này mình bỏ xíu ớt bột cho nó có màu thôi. Rồi cả nhà ơi đã keo rồi nha. Để cho nó nước keo keo thì để mình chấm rau hay chấm dưa leo hay mình chấm gì cũng được cả nhà. Đó, nó keo keo như vậy là được rồi nè. Xong rồi mình rưới xíu tiêu nữa là xong nha. Rồi canh mướp cũng đã xong luôn cả nhà ơi. Rồi mình nêm nếm theo ý thích, xong mình bỏ hành vô nữa là xong nha. Rồi mình thêm món trứng nữa cả nhà. Mình bỏ hành cho nó có màu đẹp đó cả nhà. Rồi còn một ít thịt xay này là mình sẽ xay luôn nha cả nhà ơi. Bắt đầu chuẩn bị, mình tiến hành đổ trứng nha. Rồi hành nữa là xong. Tắt bếp. Bây giờ bắt đầu mình đi phi hành để mình xào thịt trước nha cả nhà. Xào thịt trước xong rồi mình mới đổ trứng cuối cùng nha. Cho nó chín thịt luôn nha cả nhà. Tại trứng nó rất là nhanh chín. Sau khi mình chờ đợi cho mình quậy trứng cho nó ra. Rồi đã xong một bữa ăn đạm bạc rồi nha cả nhà ơi. Mình nấu mình hay lâu lâu quá nha. Đã xong một bữa ăn đạm bạc của nha gia đình của mình rồi. Đó. Cho lửa nhỏ tí nha. Rồi. Rồi mời cả nhà ăn bữa cơm đạm bạc với mình nha. Ok.